Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tweak. Nó cho phép chúng ta có thể bật nhanh những cái thiết lập mà on off cho máy. Ví dụ như là bật nhanh cái bật tắt wifi hoặc là bật tắt 3G hoặc là bluetooth cho máy bằng các cử chỉ khác nhau. Như ở đây mình đặt là double tap vào cái CZ3, có nghĩa là bấm đúp vào cái thanh trạng thái để mở cái đấy lên, mở cái bật tắt on off lên. Đây thì mình thử cho các bạn. Đấy. Double tap lên thì nó sẽ có những cái on off, mở phát nhạc này, hoặc là wifi bật tắt này, chế độ night mode này, đèn pin này, bluetooth các kiểu, không thiếu một cái gì cả. Bấm nút home thì để tắt cái đi. Cái rất là đơn giản, nó tên là top 3. Thì cái cài đặt của top 3 này nó có thứ nhất là activation method, có nghĩa là làm thế nào để kích hoạt được cái bảng lên, cái thanh lên. Thì nó sẽ có rất là nhiều, nó là lấy từ activator mà, rất là nhiều. Như mình đang để là double tap vào CZ3. Ngoài ra không thích thì chúng ta có thể chọn những cái khác, ví dụ như là hai ngón tay vuốt lên, hoặc là một ngón tay vuốt lên, hoặc là bấm đúp vào cái bút bằng cái nút này, nút nguồn này. Nói chung là rất nhiều kiểu. Tiếp theo của chúng ta thì nó có cái tùy chọn là những chọn những cái mà toggle, có nghĩa là những cái thành phần để on off, để sắp xếp nó. Ví dụ mình dùng wifi nhiều, mình dùng đèn pin nhiều thì mình cho lên đầu, hoặc là mình dùng chế độ trên máy bay nhiều cho lên đầu. Đấy, thế là được. Đấy, double tap. Đấy, thì nó sẽ hiển thị theo đúng cái trình tự mà mình vừa mới thiết lập. Bấm nút hôm này thì để tắt cái đi. Để cài đặt thì chúng ta vào CDA, sau chúng ta tìm tích một tên là top 3. Top 3 lại tôi thích cái F7. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Tuyết này mang tên là Multi Tasking Gesture. Mình cho các bạn xem. Bút lên dưới.